tới thăm các bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong sáng nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và triển khai tiêm phòng vaccine nhanh hơn nữa, kiên quyết không để Việt Nam phải trải qua một cuộc khủng hoảng y tế như một số nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc điều hành phòng chống dịch COVID-19 là của Chính phủ và Bộ Y tế. Song, trong bối cảnh thế giới, nhất là ở Nam Á và ASEAN, đang bị rung chuyển bởi đại dịch COVID-19, còn Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ tư rất cao. Nên lúc này, Chủ tịch nước cần đưa ra một số thông điệp để cả nước đồng lòng với quyết tâm cao nhất thực hiện ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, đồng thời ngăn chặn một cuộc khủng hoảng về y tế có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng về kinh tế như một số nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tất cả các tỉnh thành phải kích hoạt mọi phương án phòng chống dịch. Người dân cả nước trong những ngày này không nên tập trung đông người, đồng thời thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, mà bây giờ cần thêm 1K nữa là không nhập cảnh trái phép, không che giấu người nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch xâm nhập từ bên ngoài. Bên ngoài đây có thể là bên ngoài từ các nước, bên ngoài đây có thể là từ những cái trung tâm cách ly tập trung lây nhiễm cho cộng đồng, bên ngoài đây có thể những ổ dịch nếu phát hiện ở các địa phương, khi vào các địa phương chưa có dịch, tất cả những bên ngoài phải được kiểm tra hết sức nhắc nhở và tinh thần phải lấy phòng làm ưu tiên, chỉ có phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, dập dịch nhanh thì mới giải quyết được. Mà đây cũng là kinh nghiệm quý mà các nước họ nghiên cứu Việt Nam, ứng dụng công nghệ thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch cách cương quyết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng cần phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở các sân bay, bến cảng, bến tàu, bến xe và khách sạn, cơ sở lưu trú. Vì chỉ tính riêng ở Đà Nẵng, hiện đang có tới 130.000 du khách. Còn về lâu về dài, muốn thực hiện được mục tiêu kép thì phải triển khai nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 như các nước đang làm. Vì sau gần 2 tháng, đến nay Việt Nam vẫn chưa đạt được nửa triệu người được tiêm phòng. Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định dành hơn 12.000 tỷ đồng để mua vaccine phòng COVID-19. Thế giới đã rút được kết luận cần thiết phải tiêm vaccine diện rộng, ngành y tế phải tiếp tục nhập đủ số lượng vaccine cần thiết theo số lượng. Ngành y tế có trách nhiệm tổ chức tiêm an toàn cho người dân trước hết những đối tượng ưu tiên như nghị quyết của Chính phủ đã nêu. Vừa qua chúng ta chưa làm nhanh, chưa làm kịp thời, số lượng người tiêm còn ít. Chúng ta nên nhớ rằng 2 liều vaccine chỉ có 500.000 đồng thôi, $20 một liều vaccine. Người dân mà sẵn sàng bỏ ra cùng với chúng ta, các đơn vị xí nghiệp có liên quan sẵn sàng bỏ ra cùng chúng ta, cùng với nhà nước để nhập đủ lượng vaccine. Có điều vẫn đặt ra là ngành y tế phải tích cực chỉ đạo bằng các nguồn khác nhau để nhập đủ lượng vaccine hiện nay và tổ chức tiêm rộng hơn. Số lượng người tiêm vaccine theo tỷ lệ dân số của chúng ta là còn rất thấp. Tôi yêu cầu ngành y tế phải triển khai mạnh mẽ chủ trương này. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng quân đội, công an và tri ân các bác sĩ, nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch, những người đang thức để nhân dân ngủ, làm việc ngày nghỉ để nhân dân được nghỉ ngơi an toàn. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành y tế kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện, vì nếu để xảy ra tình trạng nửa đợt dịch thứ ba thì coi như chưa bắt đầu một trận bóng đá mà khung thành đã bị thủng lưới. Phải đánh giá, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nơi làm tốt và dứt khoát phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể lơ là, mất cảnh giác để xảy ra dịch bệnh. Đây là nhấn mạnh và cũng là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với một số bộ ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dịch COVID-19 dù đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và không có diễn biến xấu. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác
trong phòng chống dịch đã hiện hữu. Minh chứng là nước ta đã và đang xuất hiện một số ca nhiễm trong mấy ngày gần đây. Nguyên nhân của nguồn bệnh được xác định là từ nhập cảnh. Điều đó cho thấy công tác quản lý các chuyến bay, nơi tiếp nhận cách ly rồi khâu quản lý hậu cách ly tại gia đình, địa phương chưa tốt và không thực hiện nghiêm theo các quy định. Thủ tướng nêu rõ, các quy định quy chế về đối phó với dịch bệnh được xây dựng rất đầy đủ, bám sát thực tiễn, song khâu tổ chức thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan đơn vị địa phương và với mỗi cá nhân tới đây là cần siết chặt hơn, tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Chính phủ về phòng chống dịch trong những ngày tới, tháng tới và thời gian tới. Chúng ta cũng phải đánh giá lại để chúng ta biểu dương khen thưởng và nhân rộng những cái nơi mà làm tốt, những cái nơi mà thực hiện nghiêm và có hiệu quả. Và dứt khoát là phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể những nơi mà để ra như vừa qua. Và cái nguyên nhân là chúng ta lơ là chủ quan, mất cảnh giác thôi, thực hiện không nghiêm. Mục tiêu thì cao nhất là chúng ta phải bảo vệ cái an toàn sức khỏe cho mọi người, cho cộng đồng, sức khỏe của người dân. Và chúng ta vẫn phải thực hiện cái mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch có hiệu quả, nhưng mà lại vừa phải phát triển kinh tế xã hội. Chứ nếu không phát triển kinh tế xã hội thì lấy nguồn lực đâu mà để mà phòng chống. Và nếu không phát triển kinh tế xã hội tốt thì không ổn định được chính trị. Đó. Và không thực hiện được cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Bảo vệ thành công cái cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 này. Và đến gần rồi. Đấy. Mà chúng ta để ra vỡ trận, để ra kiểm soát không được thì cái cuộc bầu cử này như thế nào? Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị khẩn trương nhanh chóng, thần tốc hơn nữa trong truy vết, phát hiện, khoanh vùng cách ly, khắc phục hậu quả vừa xảy ra bằng mọi biện pháp. Đặc biệt là các tỉnh biên giới cần kiểm soát, nắm chắc tình hình và đưa ra giải pháp phù hợp theo quy định, quy chế đã có. Bên cạnh đó, cần đề cao cảnh giác, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Thực hiện kiểm tra, truy vết, quản lý chặt chẽ với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt và sáng tạo, linh hoạt trong cái xử lý cụ thể. Nói như thế nhưng mà chúng ta không bi quan, nhưng mà chúng ta cũng chủ quan. Chúng ta cũng chủ quan, bình tĩnh, sáng suốt, rồi sáng tạo, linh hoạt, chủ động, tích cực trong cái xử lý đối với lại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thì báo cáo với các ông chí đấy là một cái tinh thần chỉ đạo chung là như vậy, và phát huy những cái thành quả đã đạt được, những cái kinh nghiệm quý báu đã có để chúng ta tổ chức thực hiện cho nó tốt hơn trong cái thời gian tới. Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ, kết luận chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu cả hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phải vào cuộc quyết liệt, huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực hiện phòng chống dịch. Các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch và phải linh hoạt, sáng tạo. Và bản thân các ông chí phải thực hiện nghiêm. Nó vừa qua như xảy ra như vậy là các cái lực lượng tuyến đầu đây là các ông chí có sơ hở. Vì vậy cho nên tôi đề nghị cái chỗ này các ông chí đã làm tốt rồi. Mình phải thấy là anh em rất vất vả, thực hiện rất là khó khăn trong cái tinh thần này. Thế nhưng mà với cái lợi ích quốc gia, với cái lợi ích của cộng đồng, với cái lợi ích của mỗi cá nhân về sức khỏe cũng như là các cái quyền lợi khác, thì tôi đề nghị là các cái lực lượng trên tuyến đầu của chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa, thực hiện nghiêm hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi người dân vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe của mỗi cá nhân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, phải tự giác thực hiện các quy định về phòng chống dịch
nhất là thực hiện nghiêm các quy định, quy chế và sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ cũng như những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Thủ tướng lưu ý thời gian qua, có nơi, có lúc, có người đứng đầu vẫn chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn tới những sơ hở và sai sót. Vì thế phải nghiên cứu, xem xét đối với trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trên tinh thần khách quan, công bằng, hợp lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn để làm căn cứ xác định thế nào là lây nhiễm, thế nào là có dịch bệnh, cũng như các mức độ nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình. Cùng với đó là thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra, thực hiện phân cấp để các bộ ngành địa phương, đơn vị làm căn cứ, lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định các biện pháp chống dịch phù hợp, không trông chờ, không ỷ lại, tự chịu trách nhiệm và cũng không phải xin ý kiến cấp trên. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý, Bộ Y tế cần tích cực, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc tìm nguồn vaccine và tổ chức tiêm vaccine cho toàn dân, theo tinh thần của Bộ Chính trị và Chính phủ là công khai, minh bạch, khách quan. Tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội vừa có cuộc họp khẩn, trong đó tập trung các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Hiện Hà Nội đã nâng mức cảnh báo phòng chống dịch lên cấp độ cao, tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của tất cả các trường hợp tiếp xúc gần. Trước đó, từ 0 giờ hôm nay 30 tháng 4, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, quán game, tạm dừng hoạt động lễ hội tập trung đông người, tuyến phố đi bộ, các điểm di tích, du lịch tham quan, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các trường hợp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ sẽ phải khai báo y tế. Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ghi nhận ca mắc COVID-19 mới sau một thời gian dài không có ca dương tính nào. Ngày hôm nay, thì Ủy ban nhân dân thành phố đã họp khẩn để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Báo cáo tại buổi họp, lãnh đạo Sở Y tế cho biết sau khi xác định có ca dương tính COVID-19, các lực lượng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết. Đến nay thì đã thực hiện cơ bản truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn còn một vài trường hợp đi trên chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan ca mắc mới thì vẫn cần phải truy vết theo dõi. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, nhất là đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang, không khai báo hoặc khai báo không trung thực, các thủ đoạn lợi dụng dịch để trục lợi. Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc quản lý giám sát các trường hợp theo dõi tại nhà sau thời gian cách ly tập trung, cũng như việc tuân thủ phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị. Để xảy ra những trường hợp mà nó lây nhiễm trong cộng đồng thì bản thân người đứng đầu đó phải chịu trách nhiệm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch và kiểm tra việc tuân thủ các bộ tiêu chí đánh giá an toàn mà thành phố đã ban hành. Sáng nay, các đoàn đã thực hiện kiểm tra các khu cách ly có thu phí. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường xét nghiệm lấy mẫu trong thời gian tới. Theo đó, dự kiến sẽ huy động thêm lực lượng sinh viên để bổ sung nhân lực cho công tác này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm nay. Sau hơn một tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng, ngày hôm qua từ ca bệnh số 2899 tại Hà Nam đã lây lan ra cộng đồng. Như vậy là hiện đã có 13 ca mắc tại 4 tỉnh thành là Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, riêng tại Hà Nam, bệnh nhân 2899 đã lây cho 7 người là người trên địa bàn và gia đình. Từ ca bệnh này thì đã lây cho một bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân tại Hưng Yên và một tại Hà Nội. Đã xuất hiện những ca F2 dương tính tại Hà Nội và Hưng Yên. Như vậy, đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương. Trước diễn biến của dịch bệnh như vậy, thì Hà Nội, Hà Nam và Hưng Yên đã khẩn trương truy vết và nâng mức cảnh báo để phòng dịch. Hai ca mắc COVID-19 tại Hà Nội là công nhân tại công ty Panasonic và Vico thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Đây là hai ca F1 của bệnh nhân số 2911 và liên quan đến bệnh nhân tại Hà Nam.
Hà Nội đã lấy danh sách, truy vết và tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc gần với hai công nhân này. Yêu cầu các trường hợp F1 và F2 chủ động cách ly tại nhà trước khi có kết quả xét nghiệm. Được biết, hai công ty này có hơn 3.000 công nhân. Với những cái trường hợp này thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc điều tra bệnh nhân F0 và từ đó thì sẽ thực hiện cái việc thứ nhất là những bệnh nhân F1 thì sẽ thực hiện cái việc cách ly tập trung, những bệnh nhân F2 thì sẽ thực hiện cái việc cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm cái công tác cách ly để mà đảm bảo cái việc truy vết cũng như là bao vây được cái ổ dịch. Ngay sau khi xác định ca bệnh số 2911 tại khu Việt Trung, Việt Hùng, Đông Anh, ngành y tế đã tiến hành lập chốt và phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống gồm 17 hộ gia đình với 73 người. Hai ca mắc COVID-19 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên lại không phải là hai mẹ con đã tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh tại Hà Nam mà lại chỉ có cháu bé, còn người mẹ thì đã xét nghiệm âm tính. Và ca dương tính thứ hai là người bà của cháu, như vậy là gồm cả F1 và F2. Vì vậy, vấn đề được đặc biệt chú trọng tại Hưng Yên hiện nay chính là việc xét nghiệm truy vết thần tốc. Khi có thông báo hai ca mắc, thôn Hoàng Xá đã được phong tỏa ngay từ 21 giờ hôm qua. 16 chốt kiểm soát được lắp trên toàn xã. Cùng với việc truy vết được 34 F1, toàn bộ 1.200 nhân khẩu trong thôn đã được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày hôm nay. Sự phối hợp tích cực của người dân lúc này vô cùng quan trọng, trước hết trong việc khai báo, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Cần phải thực hiện truy vết thật nhanh để mà chúng ta tìm thật nhanh những cái trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp hai cái ca bệnh ở cộng đồng vừa rồi và những cái trường hợp tiếp xúc gần với cái ca bệnh của tỉnh Hà Nam. Đã truy vết rồi thì chúng ta phải lấy mẫu thật nhanh, phải xét nghiệm thật nhanh. Còn tại Hà Nam, ngay đêm qua, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu khoanh vùng, dập dịch và khẩn trương truy vết các F1, F2 có liên quan đến ca bệnh tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các điểm du lịch trên địa bàn dừng đón khách, không tụ tập đông người để đảm bảo phòng dịch. Trong lúc này, thì Campuchia đã ghi nhận thêm 760 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, không chỉ tập trung ở thủ đô Phnom Penh mà còn đang bùng phát ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Trong số 760 ca dương tính này thì có 408 ca ở Phnom Penh. Ngoài ra, tại khu vực cửa khẩu Tre Tom, tỉnh Kanda, giáp với cửa khẩu Long Bình của tỉnh An Giang, đã có hơn 100 ca lây nhiễm mới. Còn tại thành phố cảng Prea Sihanouk, tỉnh Prea Sihanouk, có đường biên giới trên biển giáp với tỉnh Kiên Giang của nước ta, đã có trên 80 ca lây nhiễm mới. Bên cạnh đó, cũng có một số địa phương như tỉnh Ta Kẹo, Siem Reap, Kampong Speu đều có hơn 10 ca nhiễm. Hiện thì Campuchia đã có hơn 13.400 người nhiễm COVID-19, đã có 93 trường hợp tử vong và hơn 8.000 người đang điều trị. Trong đó thì cũng có khoảng 4.000 bệnh nhân chưa được nhập viện. Lào hôm nay cũng thông báo đã ghi nhận thêm 85 ca mắc COVID-19 mới tại 7 trên 18 tỉnh thành. Tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Lào thông tin thêm. Bộ Y tế Lào cho biết đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ tại nước này duy trì ở mức hai con số sau khi lập mốc 113 ca nhiễm mới hôm 26 tháng 4. Điều này đã cho thấy các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ cùng với sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả dù tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Với 69 ca mắc mới, thủ đô Viên Chăn đã ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Để hạn chế dịch lây lan, thủ đô Viên Chăn đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải giảm tần suất hoạt động của phương tiện, cung cấp kế hoạch, cung đường cũng như thông tin lái xe, đồng thời tiếp tục khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bộ Y tế Lào cho biết trong tháng này, Lào đã ghi nhận 709 ca mắc mới COVID-19, cao hơn 20 lần so với số ca nhiễm được ghi nhận trong năm ngoái. Cho đến nay, tại Lào đã có gần 171.500 người được tiêm mũi vaccine ngừa COVID thứ nhất và hơn 65.500 người đã được tiếp cận đủ hai mũi vaccine. Ngọc Phương, phóng viên truyền Việt Nam, đưa tin từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn và thông báo về khoản hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đô la Mỹ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào ứng phó với đợt lây nhiễm mới trong cộng đồng.
Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt mà chính phủ Lào đã triển khai, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt. Với tình cảm đồng chí anh em gắn bó và tinh thần hạt gạo cắn đôi, cộng rau bè nửa giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, ngoài khoản hỗ trợ tài chính 500.000 đô la Mỹ, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam khẩn trương chia sẻ với Lào kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ chuyên gia và các vật tư, trang thiết bị y tế mà bạn đang cần trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phan Khâm Vị Pha Văn, sự quyết tâm và đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, mau chóng phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Cũng nhằm hỗ trợ Lào phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Bình đã trao tặng nhiều thiết bị phòng chống dịch cho tỉnh Khăm Muộn. Các thiết bị bao gồm 10 máy thở, máy phun hóa chất, máy tạo oxy, nhiệt kế, khẩu trang y tế, trang phục chống dịch và một số nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm kiểm soát chặt khu vực biên giới, các đường mòn lối mở để chống nhập cảnh trái phép. Dịch COVID-19 tại Ấn Độ vẫn đang rất phức tạp. Trong ngày hôm qua, thủ đô New Delhi đã ghi nhận mức cao kỷ lục 395 ca tử vong. Và đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong mỗi ngày. Hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất ở đất nước đông dân thứ hai thế giới này. Sáng nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 386.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, và gần 3.500 người tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Hiện hệ thống y tế của Ấn Độ rơi vào tình cảnh quá tải khi không còn đủ giường bệnh, oxy y tế và thuốc điều trị COVID-19. Mặc dù là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ khó có thể triển khai việc tiêm chủng cho những người từ 18 đến 44 tuổi bắt đầu từ ngày mai, vì không có đủ vaccine cho họ, dù chính quyền đã gửi đơn đặt hàng đến các nhà sản xuất vaccine. Chúng tôi hiện không có vaccine. Chúng tôi đã yêu cầu vaccine từ các công ty. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng. Chúng tôi đã đào tạo hàng nghìn nhân viên y tế và bác sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng lớn này. Nhưng chúng tôi không có vaccine. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ thiết bị y tế và thuốc men để giúp Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Chính phủ Nhật Bản hôm nay thông báo sẽ gửi 300 máy thở và 300 máy tạo oxy tới Ấn Độ. Cũng trong ngày hôm nay, một máy bay chở lô hàng viện trợ khẩn cấp đầu tiên từ Mỹ đã đến sân bay quốc tế New Delhi, mang theo khoảng 400 bình oxy và các thiết bị y tế khác cùng gần 1 triệu bộ xét nghiệm phát hiện nhanh virus. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ chuyển số hàng cứu trợ trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ tới Ấn Độ trong những ngày tới. Các chuyến bay đặc biệt chở hàng cứu trợ khác sẽ được thực hiện liên tục đến tuần sau. Còn tại Nhật Bản, thì Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này nhận định các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang thay thế virus gốc ban đầu trên khắp đất nước. Riêng tại thủ đô Tokyo, thì số ca nhiễm biến thể N501Y có khả năng lây nhiễm cao, chiếm tới gần 60% trong tổng số ca nhiễm mới trong tuần từ ngày 12 đến 18 tháng 4 vừa qua. Hiện chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto từ ngày 25 tháng 4, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trọng điểm ở 6 tỉnh khác. Tuy nhiên, thủ đô Tokyo lần đầu tiên trong 3 tháng qua ghi nhận số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 1.000 ca một ngày. Số ca nhiễm mới ở Osaka và Fukuoka cũng đã tiếp tục ở mức cao, lần lượt là 1.172 và 534 ca.